Hello, xin thân ái kính chào toàn thể quý anh chị mình thân mến nha. Hôm nay Hiệp xin phép giới thiệu đến anh chị mình những mảnh đất này với diện tích là 1.000, 1.200, 1.500, 1.600, vân vân ha. Thì để tiện cho anh chị mình đầu tư nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư sinh lời nha anh chị. Thì mảnh đất này của mình thì nó anh chị mình nhìn thấy ha. Thì ở đây là con đường lớn nè. Đó, con đường này hiện trạng đang đổ bê tông nha. Là từ đây mình ra quốc lộ 20 mình á là nó khoảng 2.5 km nha anh chị. Bây giờ Hiệp sẽ quay rõ thông tin cụ thể chi tiết cho anh chị mình xem cái mảnh đất này nha. Rồi Hiệp sẽ công bố giá luôn cho anh chị mình để có quyền lựa chọn ha. Anh chị cố gắng theo dõi hết video của Hiệp nha. Rồi bây giờ Hiệp xin phép cho anh chị mình xem ha. Anh chị mình nhìn đây ha. Thì con đường mình đã hiện trạng ha. Đây là con đường đang rộng 6 mét nha anh chị. Đây xe lưu mình đang làm đây anh chị ha. Đó là thực tế để cho anh chị mình xem ha. Hiệp đang đi tới mảnh đất của mình nha anh chị. Ở đây không gian mát mẻ đúng không anh chị ha. Đó, thì đường xá rộng rãi nha. Đây xe chuẩn bị mình làm đường bê tông đây anh chị. Đó, bây giờ Hiệp sẽ cho anh chị mình xem cái mảnh đất của mình nha anh chị nha. Rồi thông tin chi tiết Hiệp sẽ để phần cuối video là có bảng giá cả này kia luôn nha anh chị nha. Thì bây giờ anh chị mình nhìn xem đây ha. Đây là vị trí đất của mình nha anh chị. Đây. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đây đất của mình ha. Mình đã được bao bọc lưới B40 nha anh chị nha. Đó. Mình đưa bọc bí lưới B40 hết rồi nè. Đó, thì con đường của mình đây anh chị ha. Đó, con đường mình đang đổ bê tông nè. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Anh chị nhìn thấy không? Đường xá rất là cực kỳ rộng rãi và thoáng mát đẹp luôn ha anh chị ha. Đó. Còn riêng đất mình là mình có diện tích là mỗi một sổ anh chị là nó có trên 1.000 m² ha. Thì thông tin chi tiết cụ thể nữa là Hiệp sẽ đưa phần sau phần video cho anh chị mình xem nha. Anh chị nhìn thấy ha, cực kỳ đẹp ha anh chị ha. Đây là đất mình toàn bộ mình trồng mít hết nha anh chị nha. Đó. Toàn bộ mình trồng mít hết. Đây anh chị nhìn thấy trên đất của mình anh chị ha, là mình có hiện trạng của mình nè. Đó, mình đang trồng mít nè ha, rồi dừa nè. Đó, thì vị trí của mình là có cấm cọc bê tông sẵn hết cho anh chị mình nha. Đây khách Sài Gòn đang về. Ở đây anh chị khách Sài Gòn đang về xem mua đây. Thì mấy anh chị chào em chút nha. Đây, đó Hiệp xin phép quay sơ giới thiệu sơ lược cho anh chị mình xem ha. Thì ở đây của mình nó là có giá bán anh chị ha, tức là mỗi lô nó khoảng 1.500 m², 1.600, 1.800 ha anh chị ha. Thì giá trung bình mỗi một lô như vậy á anh chị ha, là sổ mình là có sẵn luôn nha anh chị, sổ hồng có sẵn ha. Là mỗi một lô á là giá trị của mình là từ 830 triệu trở lên nha anh chị. 830 triệu trở lên trên một lô ha. Đây anh chị mình nhìn xem ha, thế đất á thì nói chung là cực kỳ bằng đẹp ha. Đó. Thì mình vườn trái cây luôn ha. Đó, thấy đất bằng đẹp vườn cây trái. Trên đây mình có mít, có xoài,
có dừa có nè, đó anh chị thấy không đó. Thì để Hiệp đi vô trong quay sơ lược qua cho anh chị mình xem nha. Đây đang thi công đổ bê tông. Đây anh chị nhìn thấy không? Đất mình cực kỳ bằng đẹp luôn. Đó. Đây là vườn quýt ha anh chị ha. Thì ở đây mình có tổng cộng mình là 19 lô. Mà trong khi mình đã bán được 4 lô rồi nha anh chị. Cái này mình mới bung ra thôi đã có mấy anh chị Sài Gòn về lấy 4 lô rồi. Thì 4 lô nào thì Hiệp sẽ gạch dấu những cái lô đó lại hết. Thì đây của mình là mít nè. Đó, vườn cây trái anh chị thấy không? Rồi đất mình thì bằng đẹp ha. Đó. Trên đây của mình đã có hệ thống tưới tự động sẵn hết luôn anh chị thấy không? Đó. Đấy, cực kỳ bằng đẹp luôn cho anh chị mình luôn. Rồi anh chị mình yêu mến sản phẩm này ha. Thì để được tư vấn kỹ hơn anh chị vui lòng điện thoại cho Hiệp qua số điện thoại 0817187979 nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy vườn cây trái rất là đẹp nha. Đó, có thể nói là nơi đáng đầu tư cho anh chị mình xin lời ha. Hoặc là anh chị mình mua làm nghỉ dưỡng ha. Đây anh chị ạ. Thì Hiệp cũng xin phép giới thiệu sơ lược qua thôi. Rồi thông tin chi tiết cụ thể là vị trí đất của mình anh chị là nằm thuộc xã Phú Ngọc, huyện Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị nha. Đây, cực kỳ bằng đẹp ha. Xã Phú Ngọc, huyện Quán, tỉnh Đồng Nai. Mình cách quốc lộ mình 20 mình là 2,5 km nha anh chị nha. Đó. Đường lớn luôn ha, đường rộng, xe ô tô đi thoải mái luôn. Hai xe ô tô luôn ha. Đó, anh chị mình xem đây. Rồi ở đây mình nếu mà mình đi xuống trung tâm hành chính anh chị ha, thì nó tầm khoảng 5 km nha anh chị. Là mình về trung tâm hành chính ha. 5 km. Rồi bây giờ Hiệp xin phép đi ra để quay con đường đi ra cho anh chị mình xem nha. Hôm nay có mấy vị khách về mua. Đây anh chị nhìn thấy tất cả ở đây mình là đều có rào bếp mưa rất đẹp hết luôn ha. Đó. Đường rộng cực kỳ luôn. Đó. Đang chuẩn bị mình thi công đổ bê tông hết rồi. Cho nên anh chị mình an tâm ha. Và đặc biệt nữa là đất này của mình nó là sổ sách mình đầy đủ hết sẵn ở trên tay anh chị ha. Anh chị mình xem mà ok là anh chị mình có thể công chứng ngay luôn anh chị ha. Đó. Đây một không gian phải nói là cực kỳ mát mẻ anh chị. Liền ranh mình là nguyên cái vườn cây trái cực kỳ đẹp luôn. Đây, chúng ta nhìn vô bên đất mình ha. Đường xá rộng thênh thang ha, rồi lưới rào B40. Và đường thì như anh chị mình nhìn thấy thực tế đây ha. Mình đang đổ bê tông nè anh chị. Đó. Từ đây anh chị mình đi ra tới quốc lộ 20 là 2,5 km thôi nha anh chị. Ở đây mình cũng có nhà cửa dân cư ở ha. Dọc tuyến đường mình đi vô là dân cư ở luôn, chứ không phải vắng vẻ nha anh chị nha. Rồi Hiệp xin phép kết thúc video ở đây. Trân trọng cảm ơn anh chị em mình đã xem và quan tâm ha. Anh chị nào có nhu cầu alo cho Hiệp nha.